Xin chào tất cả mọi người. Hello, xin chào tất cả anh chị em. Xin chào tất cả đại gia đình Diễn Trần ạ. Vâng, xin mời. Xin chào tất cả mọi người. Có ai ở đây không? Xem nào. Ai là người đầu tiên vào nào? Xin chào tất cả các anh chị ạ. Xin chào tất cả mọi người. Mình tranh thủ mấy phút đầu tiên để chia sẻ ra các trang ạ. Vâng, anh chị vào rồi, anh chị có thể chia sẻ lên các trang. Hôm nay vào rất là đúng giờ, đúng 9 giờ 00 phút đúng không ạ? Và mọi người có thể chia sẻ lên các trang nhé. Chia sẻ lên các trang ạ. Vâng, mọi người nghe có rõ không? Dạ, xin chào 2660, xin chào tất cả các anh chị em trong đại gia đình Diện Trần ạ. Xin chào tất cả mọi người 2660 ạ. Xin chào cả nhà, chào đại gia đình Diện Trần. Ok, xin chào Hương Giang. Vâng, chào Tuyết Hano, chào chị Quỳnh. Vâng, chào cô Thái Lượng ạ. Vâng, chào chú Bùi Năm, chào Huê Bùi. Vâng, xin chào tất cả các anh chị ạ, 2660. Vâng, anh chị đã vào video rồi, xin mời các anh chị comment giúp chữ là chữ 2660 ạ. 26 chính là huyệt của gì ạ? Của tha thứ. Rồi 60 chính là huyệt của tình yêu thương. Khi chúng ta đọc 2660 chính là chúng ta tha thứ cho bản thân mình, tha thứ cho những lỗi lầm của người khác để chúng ta mới có thể yêu thương được. Và khi chúng ta đọc 2660 tức là gì ạ? Mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho mình và cho người. Vâng, xin chào tất cả mọi người ạ, mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho bản thân mình, cho tất cả các anh chị, cho đại gia đình Diện Trần ạ. Và cầu bình an cho tất cả những người đang trong vùng dịch, cho các tỉnh Đà Nẵng, rồi Quảng Trị, Quảng Bình, rồi Quy Nhơn, rồi tất cả những vùng dịch ạ, các tỉnh đang có dịch, mau chóng mình sẽ vượt qua được những cái cơn dịch này, qua chiến thắng mCOV này để chúng ta sớm trở lại với cuộc sống bình thường ạ. Gửi 2660 rất là nhiều thân thương tới tất cả những đồng bào, các anh chị em, những người đồng hương, rồi những người đang phải chiến đấu với cả dịch COVID, nCoV đang hoành hành tại các tỉnh. Mong tất cả các anh chị luôn có được sức khỏe, luôn vững tâm để chúng ta đoàn kết chung nhau vượt qua được cái dịch bệnh, vượt qua và chiến thắng cái dịch COVID này để chúng ta trở về với cuộc sống bình thường ạ. Gửi 2660 tới tất cả các anh chị em, các đồng bào, những anh chị em trong đại gia đình Diện Trần ạ. Mong tất cả các anh chị em ở tất cả các tỉnh thành, các cô, các chú, các dì, các bác, chúng ta cùng nhau đoàn kết, cùng nhau nâng cao ý thức để chúng ta có thể chiến thắng được cái dịch bệnh này, để cuộc sống của chúng ta sớm trở về với bình an ạ. Gửi 2660 tới tất cả các anh chị. Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. 2660 gửi bình an tới tất cả những người đang phải chiến đấu với cả dịch nCoV trên toàn quốc và trên toàn thế giới ạ. Và gửi lời cảm ơn, lời trân trọng và lời ghi ân sâu sắc nhất tới tất cả các bác sĩ, những người đang làm nhiệm vụ ở nơi tiền tuyến, đang phải chiến đấu ngày đêm với cả dịch COVID. Mong tất cả các bác sĩ, những người thầy thuốc, những người đang làm trong chiến tuyến, ở tuyến đầu chống lại dịch bệnh, mong tất cả mọi người luôn giữ được sức khỏe bình an ạ, và chúng ta sẽ sớm đoàn kết và chiến thắng được dịch bệnh này ạ. Vâng. Mọi người, thì phương pháp Diện Trần là một phương pháp do giáo sư tiến sĩ khoa học Bùi Quốc Châu phát minh. Đây là một phương pháp dưỡng sinh chăm sóc sức khỏe bước đầu, có thể hỗ trợ cho chúng ta gì ạ? Làm cho chúng ta khí huyết lưu thông, nâng cao sức đề kháng, góp phần vào bước đầu để chúng ta có thể tự bảo vệ sức khỏe bản thân cho gia đình và cho cộng đồng ạ. Diện Trần ở xét ở một khía cạnh nào đó thì Diện Trần có thể coi như là một phương pháp y học bổ trợ, một phương pháp y học bổ sung cho những phương pháp đã có để chúng ta gì ạ? Cùng nhau đóng góp, cùng nhau chung tay vào để chăm sóc sức khỏe gia đình.
và cho cộng đồng, thì có thể nói diện chẩn giống như gì ạ, giống như một phương pháp y học gia đình, y học gia đình, y học cộng đồng cũng được, hoặc là cũng có thể nói theo một cách khác, diện chẩn giống như một phương pháp gì ạ, chăm sóc sức khỏe, không những chăm sóc sức khỏe mà diện chẩn còn gì ạ, góp phần làm đẹp, spa, giảm béo cũng rất là hiệu quả. Và không những thế mà diện chẩn nó đã hiệu quả rồi, nhưng mà gì ạ, nó rất là đơn giản và nó cực kỳ an toàn, tại vì nó hoàn toàn sử dụng những cái dụng cụ hoặc là hoàn toàn sử dụng bằng tay không để tác động lên bề mặt da, cho nên là chúng ta hoàn toàn yên tâm, chúng ta có thể làm đúng hay chúng ta làm sai. Tuy nhiên tất cả các động tác của diện chẩn gì ạ, cuối cùng là gì, nó đều làm khí huyết lưu thông và làm cho chúng ta khỏe mạnh hơn. Thì đôi nét giới thiệu về diện chẩn để các anh chị nào chưa biết đến diện chẩn, các anh chị có thể hoàn toàn yên tâm và tin tưởng rằng diện chẩn hoàn toàn tác động trên bề mặt da. Được thì được, không được thì nó giống như là một phương pháp massage thôi, massage cũng rất là hiệu quả nhé. Ok rồi, xin chào tất cả mọi người ạ. Vâng, xin chào tất cả các anh chị đã tham gia vào trong livestream này. Vâng, các anh chị đã nghe thấy và đã nhìn thấy, xin mời các anh chị comment giúp vào đây là chữ 2660 ạ. 2660 vào đây ạ. Vâng, để biết rằng các anh chị đang nghe rất là rõ và đang xem hình ảnh cũng rất là tốt ạ. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Vâng, mọi người vào rồi, xin mọi người comment giúp chữ đây là chữ 2660 ạ. Xin chào tất cả các anh chị ạ. Vâng, xin chào. Xin chào Dương Nguyễn, chào Đoàn Từ. Chào Hoàng Thị Huyền. Hello thầy thầy. Chào Hoài Thu, vâng, chào Vũ Huyền Hải. Chào Luyên Mai, chào Vân Đăng. Chào Hương Vũ ạ. Vâng. Chào tất cả các anh chị ạ. Vâng. Ok. Như vậy là gì ạ? Mấy phút đã trôi qua rồi, 5 phút trôi qua rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào nội dung chính luôn ạ. Vâng, thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào một cái chủ đề cực kỳ rất là quan trọng ạ, và một cái vướng mắc mà mình nhận được rất là nhiều câu hỏi của các anh chị. Nếu chúng ta không trả lời được cái câu hỏi này thì chúng ta bước tiếp theo chúng ta học diện chẩn chúng ta sẽ rất là bối rối. Và cái đối tượng gì ạ? Đối tượng quan trọng của diện chẩn mà cái thuật ngữ mà anh chị rất là hay nghe thấy đó là huyệt. Đó là huyệt đúng không ạ? Trước khi chúng ta bấm huyệt chúng ta có rất nhiều các động tác khác, chúng ta có rất nhiều các kỹ thuật để chúng ta có thể làm gì ạ? Làm được. Ví dụ chúng ta có cây sao chổi để đánh sáu vùng phản chiếu hệ bạch huyết, chúng ta có những cây lăn, rồi có con bọ, có những cái dụng cụ để chúng ta sẽ tác động vào đốt sống lưng, chữa đau lưng, chúng ta tác động vào bụng để giảm béo cũng rất là tốt, làm spa cũng rất là tốt. Tuy nhiên có rất nhiều người chưa được đi học ấy, người ta chỉ được tiếp cận các phác đồ và các huyệt, cho nên là gì ạ, huyệt khiến cho người ta rất là khó hiểu và không thể hiểu được là gì ạ, huyệt nó là như thế nào, đúng không ạ, làm thế nào để xác định chính xác được huyệt và sinh huyệt là như thế nào và cách ấn cất day như thế nào. Nhiều người chỉ sợ là gì ạ, khi mình ấm nhầm, không những là nó không có kết quả mà nhỡ mà mình ấm ấn ấn huyệt nhầm ấy thì nó có gây ra một cái tác dụng phụ gì không, và sợ là khi mà mình ấn huyệt ấy, đang lợn lành thì thành lợn què, đúng không ạ. Ví dụ nhiều nhiều người sợ này, khi ấn huyệt vào bệnh nhân đang tử tế, ấn xong bệnh nhân lại trợn mắt lè lưỡi ra, miệng không khép vào được, cho nên người ta sợ, người ta không dám làm diện chẩn. Thế thì tất cả những cái khó khăn, những cái câu hỏi vừa rồi mình sẽ cùng nhau đi giải quyết trong cái video này ạ. Và video này chính là gì ạ? Nội dung của nó chính là bí quyết dò sinh huyệt, tìm là thấy. Yên tâm các anh chị, nếu các anh chị đi cùng với cả hội, cùng với mình, tạm thời bây giờ từ giờ mình sẽ gọi là hội nhé. Nếu các anh chị đi cùng với hội khắp hết các video này từ đầu đến cuối, đảm bảo các anh chị sẽ thấy rằng gì, cách dò tìm sinh huyệt cực kỳ dễ, và khi chúng ta bắt đầu đặt cây dò, chúng ta tìm tìm là sẽ thấy, và các anh chị hoàn toàn yên tâm rằng chúng ta làm theo các bước của diện chẩn thì chắc chắn rất là an toàn, rất là đơn giản mà lại có hiệu quả, đúng không ạ. Và đường cùng là gì, rất là nhiều người sẽ nói rằng không biết chúng tôi làm có hiệu quả hay không, thực sự là nói đến đâu, thì câu trả lời như này ạ, các anh chị cứ làm đi, được thì được, không được thì giống như chúng ta đang làm massage mà thôi, chứ nó hoàn toàn không gây hại gì, tại vì chúng ta hoàn toàn tác động lên bề mặt da, chúng ta không dùng kim, chúng ta không cho uống thuốc, chúng ta không làm cái gì xâm lấn trên đối với mặt da cả, cho nên mọi người cứ hoàn toàn yên tâm, chúng ta làm diện chẩn là diện cực kỳ an toàn. Và gì ạ, nói một câu nữa để các anh chị nhớ rằng gì, khi làm diện chẩn được thì được, không được thì là như là massage, đúng không ạ. Ok rồi, thầy cho em hỏi diện chẩn áp dụng được cho trẻ nhỏ từ bao nhiêu tuổi ạ? Vâng, chị Quỳnh Chi, riêng đối với diện chẩn chúng ta có thể áp dụng được cho trẻ nhỏ từ lúc mới sinh ra, và chúng ta có thể áp dụng kể cả cho đối với những cụ già diện sắp sang bên kia thế giới, cho nên diện chẩn có thể áp dụng với mọi người, mọi đối tuổi, mọi độ tuổi ạ, và không phân biệt giới tính độ tuổi ạ. Đối với trẻ nhỏ hoặc là đối với những người ốm yếu thì chúng ta sẽ có những cái kỹ thuật khác nhau,
để chúng ta phù hợp với từng đối tượng khác nhau. Và cái bài hôm nay cũng là một cái phần đáp cái câu hỏi của bạn. Ok, rồi xin chào tất cả mọi người ạ. Vâng, như vậy vừa rồi mình vừa nói nhắc đến cái lý do là gì ạ? Lý do là rất là nhiều người đang gặp những khó khăn về cái cách dò tìm sinh huyệt. Và hôm nay chủ đề chính của chúng ta là giải đáp các vấn đề liên quan đến huyệt và sinh huyệt. Và cái phần trình bày của mình hôm nay sẽ đi vào những cái nội dung chính sau đây. Phần thứ nhất, mình sẽ đi trả lời cái khái niệm là gì ạ? Huyệt là gì? Huyệt là gì? Rồi phần thứ hai sẽ trả lời là sinh huyệt là gì? Giữa huyệt và sinh huyệt có gì khác nhau? Và sinh huyệt nó có những đặc điểm gì? Tại sao chúng ta lại tập trung vào sinh huyệt? Và tại sao sinh huyệt nó lại cho kết quả rất là kỳ diệu? Đúng không ạ? Và phần thứ ba mình sẽ đi trả lời là gì ạ? Khi chúng ta đã tìm được sinh huyệt rồi thì chúng ta sẽ ứng xử với sinh huyệt ra sao? Chúng ta sẽ tác động vào sinh huyệt như thế nào để nó mang lại hiệu quả cao nhất cho chúng ta? Cái cách nào, bí quyết nào để chúng ta làm, tác động vào để nó gì ạ? Nó có kết quả tức thời. Đó là cái nội dung thứ ba. Như vậy, đến cái nội dung thứ tư mình sẽ trình bày là gì ạ? Định huyệt là gì? Vậy giữa định huyệt và sinh huyệt nó có gì khác nhau? Và khi nào chúng ta cần phải học định huyệt và khi nào chúng ta học sinh huyệt? Đấy chứ ạ? Đó thì cái buổi hôm nay mình sẽ đi vào bốn cái nội dung chính đó. Thứ nhất là gì ạ? Khái niệm về huyệt. Cái thứ hai là gì ạ? Khái niệm về sinh huyệt. Thứ ba là các dấu hiệu nhận biết sinh huyệt. Và thứ tư là định huyệt. Đó là bốn cái nội dung chính của ngày hôm nay. Và các bạn nếu có bất kỳ cái câu hỏi gì về huyệt, về sinh huyệt, về định huyệt thì các bạn có thể gì ạ? Comment trong cái phần comment. Mình sẽ nhìn thấy ở đây và mình sẽ trả lời các bạn. Đấy chứ ạ? Vâng, xin chào tất cả mọi người. Nếu ai mới vào, xin mời mọi người hãy comment chữ 2660 vào đây ạ. Để chúng ta sẽ cùng đi vào cái nội dung chính ạ. Và cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem cái live stream của mình rất là chăm chú. Và rất là nhiều người đã hỏi lịch xem và đặt lịch để đúng đến cái giờ hôm nay. Để mọi người có thể xem. Mọi người comment giúp mình chữ 2660 và thả tim ạ. Thả tim thật là nhiều vào. Khi mà mình nhìn thấy mọi người rất là hứng khởi và quan tâm đến video của mình, mình lại có cái trạng thái rất là hưng phấn để mình có thể chia sẻ tất cả những cái điều mình biết, cống hiến tất cả những cái kinh nghiệm mình có tới anh chị ạ. Và xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Vâng ạ. Ok, rồi anh chị nhớ là những cái video trực tiếp như này sẽ được phát trực tiếp ở trên Facebook kênh Diện Chẩn Việt ạ, vào 21 giờ tối thứ năm hàng tuần, và trên kênh YouTube vào 21 giờ tối thứ sáu hàng tuần ạ. Mọi người nhớ đặt lịch để đón xem. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Và mọi người like và thả tim rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Mọi người chú ý ạ, buổi hôm nay rất là quan trọng, cho nên mọi người đừng rời khỏi màn hình ạ. Mọi người hãy theo mình suốt cái video này. Và cái hôm nay cái chìa khóa để giải quyết cái mấu chốt của vấn đề, khi mà các anh chị có bao nhiêu sách cũng không quan trọng, nhưng các anh chị phải hiểu được gì ạ, thực sự huyệt nó là như thế nào, thì chúng ta bấm các huyệt, các bộ huyệt nó mới có hiệu quả. Mỗi một bộ huyệt, các phần tử trong các bộ huyệt đó, đó chính là huyệt. Vậy thì huyệt nó là như thế nào thì chúng ta phải hiểu được, đúng không ạ? Thì thực sự những cái bí mật này á, thì trước đây mình chỉ tiết lộ ở trên những khóa học trực tiếp. Trên những khóa học trực tiếp, những người học trực tiếp với mình thì mình mới hướng dẫn và mới cho họ cái bí quyết này. Tuy nhiên mình nhận thấy là càng ngày càng rất nhiều người quan tâm đến Diện Chẩn, và rất nhiều các anh chị không được đến lớp học trực tiếp. Cho nên mình mới có ý tưởng có những cái video quay cực kỳ bài bản này để có thể trao truyền kiến thức và có thể nâng cao cái trình độ hiểu biết về Diện Chẩn cho mọi người. Và từ đó mọi người làm sẽ hiệu quả hơn. Và giống như thầy Bùi Quốc Châu nói ạ, nắm chặt bàn tay được một, mà khi chúng ta mở rộng bàn tay, chúng ta sẽ được 10 ạ. Vâng, kiến thức chia 10, kiến thức cho chia 10 thì chúng ta gì ạ? Chúng ta sẽ nhận được 10. Đúng không ạ? Kiến thức cho đi là kiến thức sẽ còn mãi mãi. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người. Mọi người thả tim rất là nhiều. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề ạ. Thứ nhất là các anh chị thấy là trên mặt da, da chúng ta chính là bộ não thứ hai, đúng không ạ? Và mọi cái biểu hiện, mọi cái bất thường nó đều thể hiện trên mặt da này, đúng không ạ? Khi chúng ta nhìn vào khuôn mặt của một người, nhìn vào sắc da của một con người, chúng ta biết được người này khỏe hay người này yếu, đúng không ạ? Một người khỏe mạnh thì sắc da tươi nhuận, hồng hào, đúng không ạ? Tươi nhuận, hồng hào. Một người gì ạ? Một người huyết áp cao, các anh chị thấy là gì? Mặt người ta lúc nào cũng đỏ, đúng không ạ? Mắt đỏ thì chứng đỏ là gì ạ? Người này huyết áp cao. Một người lúc nào nhìn mặt cũng trắng bợt ra, trắng bợt ra thì mình biết rằng, tím tái ra thì mình biết là người này gì ạ? Huyết áp thấp và thiếu máu, đúng không ạ? Nhìn người mặt người này ạ, vàng, vàng như quả chanh ấy, thì mình biết rằng người này gan có vấn đề. Người này thì ạ, người này mặt thì đen thui, đúng không ạ? Không phải đen do cái nắng, cháy nắng,
mà mặt người đen và bủng ra thì người này chính là có vấn đề về thận. Như vậy quan sát trên mặt da mình thấy mọi sự bất ổn trên cơ thể con người. Và cái trung tâm trên mặt da này là có xuất hiện những cái vị trí khác thường, và các vị trí khác thường đó đó chính là huyệt ạ. Vâng, đầu tiên huyệt, dạ, các anh chị có thể comment huyệt đầu tiên đó chính là các vị trí khác thường ạ. Vâng, theo các nghiên cứu của y học hiện đại thì cho thấy rằng cái vị trí của các huyệt trên cơ thể người ấy, thường là đầu mối của các dây thần kinh và các mạch máu. À, theo y học hiện đại nhé anh chị nhé, huyệt thường là đầu mối của các dây thần kinh và thường là mạch máu, thường là đầu mối của các mạch máu. Và có rất nhiều cái khái niệm về huyệt, có rất nhiều khái niệm về huyệt. Có những khái niệm về huyệt thế này: huyệt là nơi gì ạ? Thần khí hoạt động vào da, là huyệt là các điểm nhạy cảm, đúng không ạ? Rồi có học viên của mình ví như này này: huyệt chính là các toa tàu và đường kinh chính là gì ạ? Các đường ray. Rồi huyệt là nơi tiếp xúc giữa các cơ quan tạng phủ trong cơ thể người và thế giới bên ngoài, và huyệt gì ạ? Chính là gì ạ? Chính là cửa ngõ của thế giới bên trong và thế giới bên ngoài, đúng không ạ? À, xét về mặt vật lý thì các huyệt là thường là có điện trở nhỏ hơn so với các điểm khác, cho nên là người ta có sử dụng những cái máy đo điện trở, người ta đã tìm ra được hàng trăm các huyệt mà trước đây trong các tài liệu đông y không có. Rồi có lẽ nhờ những đặc điểm như vậy mà nhờ cái điện trở ở những cái vùng huyệt nó thấp, cho nên là khí huyết có thể lưu thông được vào da một cách dễ dàng hơn. À, cho nên là mục đích của các phương pháp bấm huyệt và các phương pháp xoa bóp, trong đó có diện trần, thì nó có thể chủ yếu là nhằm gì ạ? Tăng cường cái khả năng lưu thông khí huyết qua các cái vùng huyệt này trên mặt da. Mục đích là nhằm gì ạ? Cân bằng giữa khí huyết bên trong và bên ngoài cơ thể. Từ đó có thể chữa bệnh gì ạ? Và nâng cao sức khỏe cho con người. Huyệt còn là nơi gì ạ? Tiếp nhận các kích thích khác nhau. Khi chúng ta tác động lên huyệt ấy, thì với một lượng kích thích vừa phải vừa đủ, đúng liều lượng phù hợp với từng người ấy, thì nó có thể điều hòa được những rối loạn chức năng trong cơ thể người và tái lập lại được cái hoạt động sinh lý bình thường của mỗi cơ thể. Thì đó là cái khái niệm thông thường về huyệt mà mọi người vẫn hay hiểu ạ. Tuy nhiên đối với diện trần của thầy Bùi Quốc Châu thì huyệt nó là cái gì? Đúng không ạ? Huyệt nó là cái gì? Thì thưa các bạn, là đến tận bây giờ thầy Châu đã phát minh, đã tìm ra được hơn 600 huyệt trên mặt. Đúng không ạ? Hơn 600 huyệt trên mặt. Và rất là nhiều người đang nhầm lẫn giữa sinh huyệt và định huyệt. Nhiều người đang nghĩ 660 huyệt này chính là các sinh huyệt. Vậy thì nó có gì khác nhau? Đúng không ạ? Cho đến nay thầy đã tìm ra một công trình đồ sộ như thế này. Cho nên đầu tiên khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu về diện trần, về khái niệm về huyệt của diện trần, thì mình muốn gửi lời dạ, lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy Bùi Quốc Châu. Cảm ơn thầy đã nghiên cứu ra những cái huyệt của diện trần và cho mình những cái khái niệm mình sắp học sau đây hoàn toàn là những kiến thức do thầy Châu trao truyền cho chúng ta. Cho nên là các bạn đang xem video, mình muốn các bạn comment vào trong cái phần bình luận này chữ Bùi Quốc Châu. À, coi như đó chính là một cái gì ạ? Một cái lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất người đã phát minh ra phương pháp này, gửi lời cảm ơn tới thầy ạ. Rồi mọi người comment giúp mình chữ vào trong cái comment là gì ạ? Chữ thầy Bùi Quốc Châu ạ, chữ Bùi Quốc Châu ạ. Rồi, mọi người comment giúp mình chữ vào đây là chữ Bùi Quốc Châu ạ. Cảm ơn thầy đã dày công nghiên cứu và đã bỏ ra những quãng thời gian rất là dài để nghiên cứu về diện trần và cho mình những cái kiến thức, cho mình một cái phương pháp cực kỳ đặc sắc. Và hiện tại phương pháp diện trần đã được phổ biến tại 60 quốc gia trên toàn thế giới. Ở đâu cũng có người làm diện trần. Và mới hôm buổi sáng này thôi, có một bạn chat với mình là gì ạ? Mỗi ngày bạn ấy đang làm diện trần và 4 ngày bạn ấy đã có thể giảm được gì ạ? 3 cm vòng eo, 3 cm vòng bụng, hoàn toàn nhờ vào gì ạ? Nhờ vào bộ giảm béo. Bạn ấy chỉ day ạ, day ấn và dán cao trên mặt mà thôi. Đấy. Bạn bạn rất là vui mừng cho nên bạn comment luôn với mình. Và mình thấy rằng các huyệt của diện trần của thầy Bùi Quốc Châu là gì ạ? Cực kỳ là hay, cực kỳ là hiệu quả. Và mình sẽ bắt đầu khám phá và đi tìm những cái huyệt này. Và trong những video trước mình có nói với các bạn, mỗi một vị trí huyệt trên mặt giống như một viên kim cương. Và trên mặt của chúng ta hiện tại đã có đến 660 viên kim cương. Thì những viên kim cương này ở trên mặt chúng ta giống như một gì ạ? Một kho báu, một rừng kim cương. Và thầy Châu đã cho chúng ta một rừng kim cương này. Và nhiệm vụ của chúng ta là gì ạ? Khai thác. Và chúng ta hãy lấy những cái viên kim cương đấy ra để gì ạ? Chăm sóc sức khỏe cho chúng ta. Và chúng ta thấy rằng gì, sức khỏe của chúng ta là gì ạ? Của mỗi con người còn quý hơn cả viên kim cương. Cho nên thầy cho chúng ta kim cương này để gì ạ? Chúng ta sử dụng kim cương này để chúng ta chăm sóc sức khỏe cho chúng ta. Chúng đều là rất là quý giá,
đúng ạ. Và tất cả những cái này chúng ta đều phải biết gì ạ? Biết tri ân và cảm ơn tới người đã phát minh ra phương pháp này, thầy Bùi Quốc Châu. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người, rất nhiều người đã comment vào đây chữ Bùi Quốc Châu ạ. Chúng ta comment, chúng ta nhắc đến tên thầy là một lời tri ân sâu sắc tới thầy. Cảm ơn thầy rất là nhiều ạ. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái khái niệm của diện trần. Vậy thì đầu tiên, theo các bạn hiểu huyệt là gì? Vâng, các bạn trước giờ các bạn đã bấm huyệt rồi, các bạn chắc chắn các bạn khi các bạn xem video này thì chắc chắn các bạn đã có những khái niệm trong đầu là huyệt là gì, đúng không ạ? Chưa cần đọc một sách nào cả. Vậy thì ai biết huyệt là gì? Mọi người có thể comment vào trong phần bình luận này được không? Mình sẽ cùng nhau đi vào cái khái niệm huyệt. Nào, ai có thể comment được huyệt là gì? Vâng, cảm ơn tất cả mọi người. Mình nhận được rất là nhiều lời cảm ơn thầy Bùi Quốc Châu và thầy. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Vâng ạ. Vâng, trước khi cảm ơn thầy hội, mong mọi người hãy cảm ơn thầy Bùi Quốc Châu ạ. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Ok, thì huyệt thực sự nó đơn giản thế này thôi mọi người ạ. Huyệt đơn giản như thế này thôi này. Thì sau khi mình đọc tất cả các sách thì mình đã thấy là họ đưa ra những khái niệm huyệt. Có rất là nhiều khái niệm huyệt như vừa nãy mình đã trình bày. Theo định nghĩa Đông y, theo định nghĩa Tây y, đúng không ạ? Huyệt nó nhiều như vậy. Nhưng mà khi mình học diện trần của thầy Bùi Quốc Châu thì thầy luôn nhắc mình là gì ạ? Cái vốn quý của người Việt Nam đó chính là ngôn ngữ, đó chính là ngôn ngữ Việt Nam. Cho nên mình đừng có suy nghĩ gì quá sâu xa. Tất cả giải thích những từ ngữ mình hãy đi vào gì ạ? Bản chất của vấn đề và đi vào cái hay của ngôn ngữ Việt Nam. Vậy thì huyệt là gì? Huyệt giải thích như vừa nãy là huyệt là nơi thần khí hoạt động vào da, huyệt là đầu mối của các đầu dây thần kinh. Nghe nó rất là trừu tượng đúng không ạ? Đối với người diện trần đơn giản nhất làm sao để tìm đúng huyệt đúng không ạ? Vậy thì huyệt đó chính là gì ạ? Đó chính là hố, là hõm, là lõm. Được chưa ạ? Vâng, huyệt chính là hố, là hõm, là lõm. Vâng, anh chị nghe rõ chưa ạ? Vâng, anh chị nghe rõ, anh chị có thể comment vào trong cái phần bình luận giúp mình để cho những người sau có thể vào có thể xem được. Đó chính là huyệt, là hố, là hõm, là lõm. Đúng không ạ? Mọi người công nhận không? Huyệt nằm trong từ đào huyệt, trong từ xào huyệt, đúng không ạ? Trong từ xào huyệt, tức là đều chỉ hình dáng xuống một cái hố, một cái hõm, một cái lõm, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thử xem các ví dụ này, các huyệt ở trên cơ thể người. Ví dụ chúng ta xem huyệt này, ví dụ đây là huyệt hợp cốc, dạ, có phải là hố, là hõm, là lõm không nào? Rồi đây là huyệt khúc trì, có đúng là hố, là hõm, lõm không? Rồi đây là huyệt gì ạ? Đây là huyệt nội quan, đúng không ạ? Có phải là hố, hõm, lõm không? Đây là huyệt ngoại quan, đúng không ạ? Đó là ví dụ về cách cách định nghĩa huyệt của người xưa. Các huyệt của Đông y thì mình không biết, mình có thể bây giờ đến huyệt của diện trần này. Huyệt của diện trần các bạn cũng đi theo cái khái niệm này. Chúng ta sẽ thấy khi chúng ta dò tìm trên mặt này, cứ thấy điểm nào sật, ấn vào lõm xuống thì chắc chắn đó là huyệt. Đúng không ạ? Như vậy huyệt nó là hố, là hõm, là lõm, không chỉ là áp dụng trên cơ thể người mà áp dụng cả trên gì ạ? Trên khuôn mặt chúng ta. Nếu trên cơ thể người chúng ta sẽ dùng tay, chúng ta có thể tìm được các điểm hõm, điểm lõm thì đấy là huyệt. Trên mặt chúng ta sẽ dùng điện, chúng ta sẽ dùng cây dò để chúng ta dò tìm trên huyệt, dò tìm trên mặt, cứ thấy điểm nào hõm, điểm nào lõm. Đó chính là huyệt. Ok, như vậy các bạn thấy là gì ạ? Cách định nghĩa huyệt có đơn giản không nào? Chúng ta thường là nghĩ phức tạp một vấn đề, đúng không ạ? Như thầy Bùi Quốc Châu nói là gì ạ? Người nào giỏi, người nào gì ạ? Càng học sâu, người nào càng nghiên cứu kỹ thì càng biết đơn giản hóa mọi vấn đề. Và diện trần chính là một phương pháp cực kỳ đơn giản, đúng không ạ? Và chúng ta thấy khái niệm về huyệt cũng rất là đơn giản, đúng không ạ? Và cái khái niệm này các bạn sẽ không tìm thấy ở trong sách nào, không tìm thấy ở đây đâu. Và cái này là do mình qua quá trình mình giảng dạy, mình nghiên cứu, mình nhận ra là hóa ra nó lại cực kỳ đơn giản như vậy. Huyệt chính là hố, là hõm, là lõm. Các anh chị hãy đem khái niệm này cho tất cả các huyệt khác trên toàn bộ cơ thể người, các anh chị sẽ thấy là gì ạ? Hơn 90% các huyệt nó sẽ rơi vào cái định nghĩa này là hố, là hõm, là lõm, đúng không ạ? Đấy, đến nữa khi mà chúng ta xác định các huyệt ở trên mặt này, các anh chị sẽ thấy là gì ạ? Phần đa các huyệt này nó cũng đều rơi vào khái niệm mình vừa đọc xong. Đó chính là gì ạ? Huyệt là hố, là hõm, là lõm. Nếu anh chị nào đã từng học qua các cái buổi học kỹ thuật xác định huyệt trên mặt của mình, qua 4 cái video mình đã livestream ở trên mạng, các anh chị có thể xem lại các video lần trước. Thì chúng ta thấy là gì ạ? Các định nghĩa các huyệt này, chúng ta thấy cách xác định của nó đều là rơi vào hố và hõm, là lõm. Thì nếu anh chị nào chưa xem các video trước, các anh chị có thể xem lại các video mình hướng dẫn cách xác định các định huyệt nhé. Hoặc là anh chị có thể vào trang diện trần việt.net để xem lại toàn bộ khóa học
kỹ thuật xác định huyệt của mình ở trên trang đó nhé các anh chị nhé. Đó đó chính là cái khái niệm về huyệt nhé. Ok, các anh chị thấy đơn giản không nào? Cực kỳ đơn giản đúng không ạ? Mặc dù chúng ta hàng ngày chúng ta tiếp xúc với nó, chúng ta vẫn bấm nó, nhưng mà chúng ta gì ạ, không gọi tên được nó, chúng ta không biết hình dáng của nó. Để tìm được một con người, chúng ta cần phải biết được những cái đặc điểm của người đó là sao, cao gầy béo, cân nặng, màu sắc da, quần áo thế nào. Và trước giờ chúng ta vẫn làm một cách chung chung mà thôi đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải định nghĩa rõ được huyệt nó là như thế nào, và vừa rồi là một khái niệm. Bây giờ tiếp theo, trong diện trần có một từ đó là sinh huyệt, và thầy Châu chính là người đã đặt tên cho những cái huyệt này là sinh huyệt. Vậy thì sinh huyệt nó là gì? Sinh huyệt là một cái gì ạ, một cái cực kỳ đặc sắc trong diện trần, và nó đem đến cho người thầy thuốc và người bệnh nhân những cái lý thú vô cùng. Tại vì sinh huyệt khi mình tác động vào nó sẽ cho kết quả tức thời. Vậy thì thực sự sinh huyệt nó là như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với một khái niệm thứ hai, đó là sinh huyệt. Đầu tiên chúng ta thấy là gì ạ? Chúng ta đã xong khái niệm huyệt rồi, đến khái niệm thứ hai đó là sinh huyệt. Vậy thì sinh huyệt là gì? Dạ, sinh huyệt là gì? À, mọi người có thể comment vào đây cho mình biết mọi người nghĩ về sinh huyệt là như thế nào, đúng không ạ? Ok, sinh huyệt là như thế nào? Mọi người cùng trả lời nào. Dạ, như này anh chị ạ, chúng ta sẽ phân tích vào cái từ ngữ của nó, sinh huyệt. Sinh có nghĩa là gì? À, sinh này nằm trong từ gì ạ? Sản sinh, à, trong từ sinh đẻ. Như vậy sinh có nghĩa là gì? Mới, có nghĩa là mới. Sinh huyệt có nghĩa là gì? Là những huyệt mới sinh ra, mới xuất hiện, đúng không ạ? Nó mới xuất hiện thôi. Thế thì lấy lý do gì, lấy nguyên cớ gì mà nó lại xuất hiện? Anh chị, sinh huyệt lấy lý do gì mà nó lại xuất hiện ạ? Lý do tại sao sinh huyệt nó lại xuất hiện? Có phải nó là gì ạ? Nó thích xuất hiện hay không? Có phải nó là ngẫu nhiên hay không? Có phải nó là ngẫu nhiên không ạ? Như vậy sinh huyệt là không phải là gì ạ? Không phải là ngẫu nhiên, tự nhiên nó xuất hiện. Mà sinh huyệt nó sinh ra khi mà trong cơ thể mình có bệnh, đúng không ạ? Chỉ khi cơ thể mình có bệnh thì sinh huyệt nó mới sinh ra và xuất hiện trên bề mặt da. Và khi cơ thể mình hết bệnh thì sinh huyệt nó cũng biến mất hết, đúng không ạ? Như vậy cứ khi nào cơ thể mình bất ổn thì sinh huyệt nó mới thể hiện lên mặt da. Ở phần đầu video mình đã nói rồi ạ, da chính là bộ não thứ hai, mọi sự bất ổn trong cơ thể nó đều thể hiện lên trên mặt da, và chúng ta thường quan sát mặt da, nhìn mặt da để chúng ta đoán bệnh của một người, đúng không ạ? Cái này đã có từ trong dân gian từ ngàn xưa, và trên mặt da này nó sẽ xuất hiện những cái điểm đặc biệt, những điểm khác thường, và những điểm khác thường đó đó chính là sinh huyệt, đúng không ạ? Như vậy sinh huyệt là điểm sinh ra khi có bệnh, và khi cơ thể hết bệnh sinh huyệt nó cũng biến mất. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta phải làm gì ạ? Chúng ta sẽ tác động vào những cái điểm khác thường này để gì? Để gì ạ? Để chúng biến mất sớm hơn, đúng không ạ? Lẽ tự nhiên thì gì ạ? Những cái người bình thường, khỏe mạnh bình thường ấy, nó có bệnh thì tự nhiên nó cũng dần dần nó cũng biến mất. Tuy nhiên những người ốm yếu, những người mà cơ thể không thể gì ạ, tự hồi phục được, thì sinh huyệt nó vẫn còn và bệnh nó vẫn còn. Vậy thì bây giờ mình sẽ góp phần một tay giúp cơ thể chúng ta gì ạ, làm cho những cái điểm khác thường này nó biến đi mất sớm hơn, biến đi sớm hơn nhá, biến đi sớm hơn để gì ạ, để cơ thể mình nó phù hợp nhiều hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến các cách để chúng ta nhận biết thế nào là sinh huyệt. Vừa rồi là định nghĩa về sinh huyệt, bây giờ chúng ta sẽ có ba cách, chúng ta sẽ có ba cách để cho chúng ta nhận biết được thế nào là sinh huyệt. Ok ạ. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người, và mọi người hôm nay xem rất là đông ạ. Và thì mình rất là vui khi mà được nhận được sự ủng hộ của rất là nhiều người, và khi mình livestream rất là nhiều người quan tâm và rất là nhiều người theo dõi. Và anh chị ạ, mình rút ra một cái đặc điểm như này. Sau khi mình quay livestream xong, mình xem số lượng người xem của mình, và mình xem với những cái video của những người gì ạ, chuyên bán hàng hoặc là những người khác, của các cô gái trẻ đẹp, thì mình thấy là rất là nhiều cô em trẻ đẹp khoe ngực, khoe mông, khoe da, khoe này nọ, rất là hở hang, nhìn rất là bắt mắt. Tuy nhiên mình thấy là gì, có khi số lượng lượt xem của họ lại cũng không bằng mình. Hóa ra là gì ạ? Hóa ra những cái đẹp nhất thời đấy nó chỉ đánh vào con mắt tức thời mà thôi. Còn những cái gì mà nó có ý nghĩa, đem lại lợi ích cho mọi người, đem lại một cái lâu dài và nhất là về sức khỏe, thì rất là được mọi người quan tâm và mọi người chia sẻ rất là nhiều. Và qua đây mình cảm ơn tất cả các anh chị đang xem video này, cảm ơn các chị đã rất là quan tâm và đã chia sẻ video này rất là nhiệt tình. Và anh chị có thể ủng hộ hoặc là có thể bày tỏ cái sự gì ạ, sự chia sẻ với mọi người khác bằng cách chia sẻ cái video này, để chúng ta lan tỏa các giá trị diện trần đến cho tất cả mọi người,
mọi người đều có thể biết đến diện chẩn, đến một cái phương pháp chăm sóc sức khỏe đơn giản này, ai cũng có thể làm được diện chẩn nhé. Ai cũng có thể làm được diện chẩn, cho tiền cho bạc không bằng gì ạ, mang đến cho mọi người cái lợi ích về sức khỏe, cho mọi người cái kiến thức và sức khỏe là hai cái vô giá, và hai cái này gì ạ, không có gì có thể đánh đổi được, đúng không ạ? Ok rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại khái niệm về ba cách để nhận biết sinh huyệt. Vậy thì mình biết huyệt là nó sinh ra khi có bệnh và nó sẽ biến mất khi có bệnh. Thế để biết đó là sinh huyệt để mình tác động vào để nó biến mất sớm hơn, để cơ thể mình nó khỏe được sớm hơn, thì mình có ba cách sau đây. Thì ba cách này nó đều chung một hai cái từ này các bạn này, đó đều là khác biệt. Khác biệt nữa, nó có ba cái sự khác biệt sau đây. Vậy thì sự khác biệt thứ nhất nó là cái gì? Sự khác biệt nó là thứ nhất là gì? Các anh chị nghe nghe kỹ này và ghi ra này. Thứ nhất là gì ạ? Sự khác biệt thứ nhất đó chính là cái vị trí cho cảm giác khác biệt. Ví dụ khác biệt gì ạ? Vị trí này nó rất là đau khi chúng ta dò đến, nó rất là đau. Hoặc là gì ạ? Khi chúng ta dò bằng cây dò đến cái vị trí khác thường này, nó rất là nhói, hoặc là nó tê, hoặc nó giật, hoặc nó buốt, hoặc là gì ạ? Điểm không đau trong những điểm đau. Thì tất cả những cái vị trí mà nó cho cái cảm giác khác biệt đấy, về mặt cảm giác nhé, về mặt cảm giác, thì đó gì ạ? Đó chính là sinh huyệt. Ví dụ khi các anh chị bắt đầu cầm cái dò, các anh chị dò trên cái sống mũi này, các anh chị thấy một cái điểm rất là đau ở chỗ này, thì cái điểm đau này chính là sinh huyệt. Và nếu ai đã học các đồ hình đồng ứng của diện chẩn thì các anh chị thấy là gì ạ? Sống mũi chính là gì anh chị? Sống mũi chính là sống lưng. Và mình có thể gì ạ, khám ra được rằng người này đang có vấn đề về gì ạ, về vùng thắt lưng L3, L4, L5, chính là vị trí này. Chúng ta sẽ thấy điểm này nó rất là đau và mình đoán ngay rằng người này gì ạ, đang bị đau lưng, đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ dò tìm ra hai bên cánh mũi này, chúng ta thấy cái điểm này nó rất là tê, rất là buốt, thì cái điểm tê buốt này chính là phản chiếu gì ạ, phản chiếu cái mông. Ai đã học đồ hình sinh huyệt rồi đều biết đúng không ạ? Thì phản chiếu cái mông thì biết rằng người này đang bị đau mông. Hoặc là những người bị gì ạ, những người bị tiểu đêm, mình sẽ bắt đầu mình dò tìm ở cái vùng này, hai bên vùng mép miệng này đấy, rồi vùng này thấy có điểm nó giật giật, thấy nó điểm buốt buốt ở đây. Bệnh nhân nói với mình hoặc khách hàng nói với mình thấy rằng ồ tôi thấy cái điểm này nó rất là buốt, vậy thì mình tìm thấy một sinh huyệt ở đây và nói rằng người này có vấn đề về bàng quang và anh chị chắc chắn rằng đang bị tiểu đêm, đúng không ạ? Ok, đó là một trong những cách để chúng ta nhận biết là sinh huyệt. Đó, anh chị nghe có thú vị không ạ? Vâng, anh chị đã từng nghe thấy cái này ở đâu chưa? Vâng, anh chị hãy xem video này từ đầu đến cuối, tại vì mình sẽ nói toàn trình và tất cả những cái bí mật này, bí mật, bí quyết để tìm sinh huyệt này chỉ có ở trong video này mà thôi, đúng không ạ? Chúng ta cần phải chăm chú lắng nghe, đúng không ạ? Bỏ qua là mất đi cơ hội hiếm có đấy, đúng không nào? Tại vì mình chưa bao giờ chia sẻ những cái kiến thức này lại một cách hoàn toàn là free ở trên trên Facebook thế này, ra công chúng thế này, đúng không ạ? Trước đây những cái kiến thức này chủ yếu mình hoàn toàn chia sẻ ở gì ạ, trong các khóa học trực tiếp mà thôi, và đây là cơ hội gì ạ, cơ hội hiếm có để cho anh chị có thể gì ạ, anh chị có thể theo dõi cái video này từ đầu đến cuối, cho nên mọi người đừng bỏ qua, đúng không ạ? Rồi đó là một trong những cách để các anh chị gì ạ, tìm ra được sinh huyệt. Vậy thì cách thứ hai để chúng ta nhận biết được sinh huyệt là gì? Đó chính là vị trí khác biệt về bề mặt da. Ví dụ cả một vùng này nó bị cộm cứng, nổi cộm hẳn lên, thì đó chính là sinh huyệt nhé anh chị nhé. Một vùng cụm cứng, một vùng nổi cộm thì đó chính là sinh huyệt. Ví dụ như thế này anh chị này, chúng ta dò tìm ở cái vùng này, dò tìm vùng này đấy. Chúng ta thấy cái vùng này nó cộm cứng này, nó tê bì này, thì chúng ta biết rằng người này có vấn đề về phổi, có thể bị viêm phế quản, bị viêm phổi hoặc là bị gì ạ, bị chai phổi. Và có một thằng người học viên của mình khi dò tìm vùng này, cô nói rằng thầy ơi cái vùng này của em nó bị cụm cứng, tại vì em mới bị cái tai nạn xẹp phổi cách đây 2 năm và đến giờ vẫn chưa khỏi. Thì mình hướng dẫn cô ấy tác động vào cái vùng này, sau một thời gian thì cái thằng này nó không còn sật sật, không còn cứng nữa, thì đồng thời tỷ lệ thuận với cái phổi của cô được hồi phục vận dần. Hoặc là khi chúng ta dò tìm trên mặt da như này, chúng ta thấy có những cái điểm sật sật, những cái điểm nó cộm cứng hẳn lên, giống như cái hạt bột báng ấy, giống như cái hạt sạn ở đây này, thì đó điểm đó cũng chính là huyệt nhé anh chị nhé, đó chính là sinh huyệt, được chưa? Đó là cách thứ hai. Cách thứ nhất, huyệt là điểm khác thường về mặt cảm giác. Thứ hai đó chính là huyệt gì ạ? Chính là gì ạ? Vị trí khác thường về bề mặt da, ví dụ một vùng nổi cộm, một vùng cộm cứng, hoặc là có những cái điểm giống như hạt bột báng. Thứ ba
Cái thứ ba của để chúng ta nhận biết được một sinh huyệt đó chính là gì ạ? Một cái màu sắc khác thường, đó lại chính là một điểm hay là một vùng có màu sắc khác thường thì mình cũng gọi đó là sinh huyệt, một vùng sinh huyệt hoặc một điểm sinh huyệt. Ví dụ chúng ta thấy một cái điểm nào đó, một vết tối, một vết tàn nhang, một nốt ruồi son, đúng không ạ, một vết nám, thì chúng ta cũng coi đó là sinh huyệt. Và sinh huyệt nó biểu hiện ở đâu? Đó là vị trí để chúng ta khám và chúng ta định bệnh ở đó, đúng không ạ, và chúng ta chẩn đoán ở đó. Ví dụ phụ nữ mà có những cái gì ạ, vết tàn nhang, vết nám ở cái vùng đuôi mắt này, ở vùng phía trên đầu gò má này, thì người này gì ạ, người này có vấn đề về buồng trứng. Và trong một buổi giảng của mình đang giảng trên bục giảng, mình nhìn xuống phía dưới mình thấy một chị có một cái nốt gì ạ, nốt ruồi ở vùng này, nốt ruồi son vùng này. Mình nói với chị rằng chị cẩn thận nhé, chị để ý cái buồng trứng của chị là có vấn đề đó. Thì chị ngay lập tức chị nói với mình đúng chính xác là cái buồng trứng của chị đã có vấn đề. Và mọi người biết là gì không? Chị đã cắt bỏ cách đây 10 năm rồi. Trải qua 3 lần phẫu thuật. Lần thứ nhất nói chị rằng bị gì ạ? Bị viêm lộ tuyến tử cung, nhưng khi mổ ra thì không phải. Lần thứ hai nói là chị bị u xơ tử cung, nhưng mổ ra cũng không đúng. Lần thứ ba nói rằng chị bị ung thư, chị bị ung thư, nhưng cuối cùng mổ ra cũng không phải là ung thư. Cuối cùng gì ạ? Chị nói bác sĩ là cắt phăng đi cho rồi. Và đến giờ đã 10 năm. Thì sao mình hỏi chị ấy, sau khi cắt xong có xác định được chính xác là bệnh gì không? Thì cuối cùng chị nói là cuối cùng cũng không xác định được bệnh gì, tại vì cắt đi mất rồi. Thì cái dấu vết của chị, một nốt ruồi son vẫn còn ở đây. Vẫn còn ở đây. Và như vậy, những cái vùng sinh huyệt này nó vừa là gì? Nó không những thể hiện những cái bất ổn ở thời kỳ hiện tại, mà nó còn là dấu vết những gì đã xảy ra trong quá khứ. Và nó gì ạ? Nó đưa ra những cái dự đoán trong tương lai. Đúng không ạ? Thì những ai có nốt ruồi ở vùng này, các bạn biết này, vùng cánh mũi này đang có nốt ruồi này, thì các bạn có biết là gì ạ, có hiện tượng gì xảy ra không nào? Thì đây, nốt ruồi này cũng là sinh huyệt các bạn nhé. Thì những người nào có cái điểm khác thường, có nốt ruồi son, nốt tàn nhang hoặc nốt ruồi ở đây, thì chắc chắn người này có vấn đề gì ạ, có vấn đề về cái dạ dày nhé các anh chị nhé, dạ dày. Và bản thân mình đây, có nốt ruồi ở đây này, đây là mình quay camera phía trước nên đây là bên trái nhé anh chị nhé, không phải bên phải đâu. Thì chỗ này chắc chắn là người đó có vấn đề dạ dày. Và bản thân mình lúc bắt đầu bước chân vào diện chẩn, mình biết được cái điều này, mình đoán chắc chắn là gì ạ, là dạ dày rồi. Hóa ra cái giai đoạn đó mình cũng bị vấn đề về dạ, viêm dạ dày anh chị ạ. Rồi những người nào có cái điểm khác thường ở trên này, ví dụ một nốt ruồi hoặc nốt tàn nhang, nốt ruồi son vân vân, điểm khác thường trên bề mặt da, trên cái vùng sống mũi này, chắc chắn sống lưng của người ta có vấn đề, đúng không ạ? Hoặc người ta sẽ bị thoái hóa đốt sống lưng, đau lưng, đau thần kinh tọa, đúng không ạ? Các vấn đề về lưng, gai đốt sống lưng. Hoặc những người nào có những cái gì ạ, có nốt ruồi ở cái vùng này, chắc chắn là vùng thận. Và trong lớp học của mình có một chị gì ạ, mình nói rằng chị chắc chắn bị thận và bị tiểu đêm nhé. Thì chị nói rằng hiện tại mỗi đêm chị phải đi tiểu hàng chục lần. Và các bạn biết sao, mình hướng dẫn chị là dùng tay véo vào cái vùng gì ạ, cái vùng hai bên mép miệng này, vùng hai bên mép miệng này, đó, hai bên mép miệng này, cứ véo khoảng vài chục cái trước lúc đi ngủ, véo như vậy. Thì ngay đêm đầu tiên chị không đi lần nào, và từ đó đến giờ chị hoàn toàn là dứt tiểu đêm. Các bạn thấy hay không nào? Đúng không ạ? Như vậy vừa rồi mình đã trình bày với các bạn ba cách để nhận biết sinh huyệt. Cách thứ nhất là gì? Cách thứ nhất sinh huyệt chính là những cái vị trí cho cảm giác khác biệt. Ví dụ vị trí đau, nhói, tê, giật, buốt, điểm không đau trong những điểm đau. Tóm lại nó gì ạ? Những vị trí cho cảm giác khác biệt, đó chính là sinh huyệt. Thứ hai là gì ạ? Vị trí khác biệt về bề mặt da, một vùng nổi cộm, một điểm sật sật giống như hạt bột báng, đó chính là sinh huyệt. Rồi cái thứ ba nữa, sinh huyệt chính là gì ạ, vị trí khác biệt về màu sắc, một vết tối, một vết tàn nhang, một nốt ruồi son, đúng không ạ, một vết nám, đó cũng chính là sinh huyệt, đúng không ạ? Như vậy mình đã vừa cống hiến với các bạn ba cách để nhận biết sinh huyệt, và đó không những là nhận biết sinh huyệt mà đó là cách để chúng ta gì ạ, khám và chẩn đoán, đoán định ra một người này đang có vấn đề gì ở trong thì quá khứ, thì hiện tại và trong cả tương lai, đúng không ạ? Các bạn thấy sinh huyệt hay không nào? Khi chúng ta đoán được sinh huyệt, hầu hết là chúng ta sẽ đoán chính xác người này có vấn đề gì, đúng không ạ? Và khi chúng ta tác động vào sinh huyệt, nó sẽ cho ra kết quả tức thời anh chị ạ, tức thời nhá. Giống như trường hợp tiểu đêm, chỉ cần véo này ngay trong đêm đấy họ hết. Tại vì sinh huyệt này rất hay ở cái đoạn là gì ạ? Nó cho kết quả tức thời, nó sẽ khiến cho người bệnh nhân và người thầy thuốc đôi khi á, gặp những tình huống rất bất ngờ và rất nhanh, không ngờ được trong một thời gian ngắn đấy nó lại kết quả nhanh như vậy, và sinh huyệt nó lý thú như vậy.
Cho nên thầy Châu đặt sinh huyệt chính là living point, tức là điểm sống đấy, theo tiếng Anh đấy. Và đây là một cái gì ạ? Một cái khám phá cực kỳ đặc biệt do thầy Bùi Quý Châu tìm ra. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người comment đây rất là nhiều ạ. Vâng ạ, vâng, cảm ơn tất cả mọi người, thầy Hội giảng hay quá, chính xác thầy Hội ạ, mặt tôi có nốt tàn nhang to dưới mắt, tôi bị u nang buồng trứng và đã bị cắt đi cách đây 15 năm. Trời ơi, cô Dương Hoàng Lan Lan, mọi người đọc comment của cô nhé. Giống như đúng vừa rồi mình nói, những ai có việc khác thường ở đây là gì ạ? Là sẽ có vấn đề về buồng trứng, và cô vừa kể là cô đã cắt cách đây đi 15 năm. Trời ơi, chính xác không, sợ chưa? Và sau này mình sẽ có những cái buổi video để hướng dẫn cho mọi người gì ạ? Về cái cách nhìn mặt và đoán bệnh. Và mọi người nếu mà ai có thể xem được các video bài giảng trong cái khóa nâng cao của mình thì mọi người có thể vào đó để xem nhé. Tức là cách nhìn mặt để chuẩn đoán bệnh, và mình sẽ tìm ra được gốc bệnh khi chúng ta chỉ quan sát trên gương mặt, đúng không ạ? Chúng ta quan sát, chúng ta có thể nói được cả thì quá khứ, thì hiện tại và tương lai. Và trong phương Đông có một cái phương pháp, đó là gì ạ? Nhân tướng học. Nhân tướng học là nhìn mặt để đoán được giàu sang, vận hạn, tính cách của một con người như thế nào, đúng không ạ? Diện trần thì sao? Diện trần thì nhìn mặt, không phải nhìn ra những cái tiền bạc như thế, mà diện trần nhìn mặt để đoán bệnh, và đoán bệnh đó trong gì ạ? Trong quá khứ, trong hiện tại và trong cả tương lai nữa, đúng không ạ? Ok, em cũng có nốt ruồi cánh mũi, thầy chia sẻ bài giảng hay quá. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Vâng, mọi người comment giúp mình vào đây chữ Bùi Cô Châu nào. Mọi người nhớ là khi bắt đầu vào xem video ấy, hoặc bất cứ thời điểm nào, mọi người hãy luôn dựa comment vào đây chữ cho mình 2660, và comment vào đây chữ là Bùi Quốc Châu. Khi chúng ta nhắc đến tên người phát minh ra phương pháp này, giống như là dựa những cái lời cảm ơn tri ân sâu sắc nhất, người thầy đáng kính, người đã tìm ra phương pháp diện trần và trao truyền cho chúng ta các kiến thức này. Nếu thấy mình giảng hay, mọi người hãy comment giúp mình chữ Bùi Quốc Châu ạ. Và cảm ơn tất cả mọi người. Ok, vừa rồi mình đã trình bày xong các cách để nhận biết sinh huyệt. Các anh chị nghe có hay không? Rất là cảm ơn các anh chị. Và đương nhiên mình giảng gì ạ? Sẽ cống hiến những cái điều đặc biệt nhất, và đương nhiên anh chị sẽ cảm thấy rất là hay, đúng không ạ? Tại vì chưa có ở đâu. Và cảm ơn tất cả anh chị. Và trước giờ mọi người, những học viên của mình trên lớp học, sau cuối cùng, sau khi mình giảng xong rồi cứ hỏi là: ô, những cái mà thầy nói nọ nay có trong sách không? Mình bảo là tất cả trong sách giáo trình là có rồi. Có kiến thức căn bản nền tảng, tất cả những kiến thức này có trong sách. Nhưng mà khi mình giảng trên lớp là những cái không có trong sách. Nếu mình giảng lại trong sách thì về nhà đọc sách còn hơn. Trong sách ghi đầy đủ rồi, đi học làm gì cho đỡ mất thời gian, đúng nào? Đấy, cho nên lúc đó mọi người mới bắt đầu mới bắt đầu lấy điện thoại ra ghi âm, xong bắt đầu là ghi chép rất là cẩn thận tỉ mỉ. Tại vì nếu không ghi chép tỉ mỉ sau lại không tìm được ở đâu. Đấy, vui như thế mọi người. Ok rồi, vậy thì khi chúng ta tìm được sinh huyệt rồi, chúng ta sẽ phải làm thế nào? Chúng ta sẽ phải làm thế nào, đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta đã định nghĩa, thứ nhất là huyệt là gì, thứ hai sinh huyệt là như thế nào, làm thế nào để tìm được sinh huyệt, đúng không ạ? Ba cách để nhận biết sinh huyệt. Vậy thì khi chúng ta đã biết được đó là sinh huyệt rồi, thì đến bước thứ ba chúng ta sẽ phải ứng xử với cái sinh huyệt đó như thế nào, đúng không ạ? Như chúng ta lúc đầu chúng ta định nghĩa sinh huyệt là huyệt sinh ra khi có bệnh và chúng sẽ biến mất khi chúng ta hết bệnh. Thế làm sao để chúng ta thúc đẩy quá trình nó biến mất được sớm hơn? Chúng ta sẽ chung tay cùng với cơ thể chúng ta để giúp cơ thể chúng ta lập lại cân bằng một cách sớm nhất. Tại vì như lúc đầu mình nói là gì ạ? Khi chúng ta có những cái kích thích, có những cái tác động, một cái liều lượng, một cách thích hợp thì giúp cho cơ thể mình có thể điều hòa được những rối loạn bệnh lý, tái lập lại những cái hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể. Và khi chúng ta tìm được đúng những cái điểm trọng yếu và chúng ta tác động vào ấy, thì cơ thể của chúng ta sẽ hồi phục nhanh hơn. Vậy thì khi chúng ta tìm thấy sinh huyệt, chúng ta sẽ phải gì ạ? Chúng ta sẽ phải ứng xử với nó ra sao? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cách gì ạ? Cách tác động để làm sao sinh huyệt này nó sẽ biến mất đi sớm hơn. Cách tác động sớm nhất là như thế này các bạn ạ. Sớm nhất là gì? Và dễ nhất là gì? Nếu các bạn dùng tay, các bạn thấy những cái sinh huyệt, những cái điểm khác thường như vậy, các bạn có thể gì ạ? Dùng cái tay này các bạn có thể gạch. Dùng ngay đầu ngón tay của chúng ta gạch này. Ví dụ các bạn thấy những vết nám này, vết tàn nhang hoặc là những vết rồi xoang, các bạn có thể gạch 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 như này, dùng các đầu ngón tay các bạn gạch mỗi vị trí khoảng 30 đến 50 cái các bạn nhé. Hoặc là gì ạ? Thấy những nốt ruồi son, chúng ta mình hay hướng dẫn cho mọi người có thể gì ạ? Dùng ngón tay chúng ta véo như này. Đấy, véo một cách nhẹ nhàng thoải mái thôi, hoặc chúng ta cứ dùng các móng tay chúng ta gạch như này, được chưa? Gạch như này. Đấy, gạch như này, nên các nốt gì ạ? Tàn nhang, ruồi son hay là các nốt gì ạ? Các nốt ruồi đen các bạn cứ gạch gạch như này,
Đó là khi chúng ta không có dụng cụ. Còn khi chúng ta đã có dụng cụ rồi thì chúng ta thấy nó xuất hiện cả một cái vùng điểm khác thường trên mặt da, chúng ta cứ lấy cây giò, chúng ta gạch qua gạch lại như thế này. Đó. Các bạn cứ lấy cách gạch qua gạch lại như thế này. Đấy, gạch qua gạch lại như này. Rất đơn giản đúng không ạ? Gạch qua gạch lại như này. Đấy. Hoặc là lốt vừa son đây, các bạn cứ lấy gạch qua gạch lại như này. Đó là cách thứ hai. Cách thứ nhất dùng các ngón tay để chúng ta gạch. À, cách thứ hai chúng ta dùng cây giò, chúng ta gạch. Các bạn thấy không ạ? Đấy, gạch như vậy. Cách thứ ba, nếu cái sinh huyệt đó nó không phải là một vùng mà nó chỉ là một điểm, mà khi đó chúng ta dùng cây giò, chúng ta giò như chúng ta ủi trên mặt da để chúng ta tìm gì hạt sạn dưới mặt da, chúng ta tìm những điểm khác thường. Ví dụ mình vừa tìm ủi đến đây, chúng ta tìm thấy một cái điểm gì ạ, một cái điểm khác thường ở đây. Ví dụ mình vừa thấy điểm đau ở đây này và vừa thấy cái điểm sật sật ở đây, thì mình sẽ làm thế nào? Thì khi đó các bạn hãy cầm cây giò này, các bạn sẽ ấn vào cái điểm đó, ấn vào điểm đó. Thế thì riêng cách ấn ấy, các bạn có thể ấn ấn và giữ như này trong vòng 30 giây. Các bạn cứ ấn giữ như này trong vòng 30 giây các bạn này. 30 giây. Cái người bệnh nhân ấy cảm thấy gì ạ? Nó rất là đau. Các bạn nhớ, cảm thấy rất là đau. Bình thường mình ấn trên mặt da nó hơi đau đau thôi, nhưng mà khi chúng ta tìm thấy những cái điểm sinh huyệt, và như vừa nãy mình nói, sinh huyệt là những điểm khác thường, gì ạ? Những điểm khác thường, những điểm cho cảm giác khác thường, nó có thể nó đau, nó tê, nó buốt. Khi ấn đây người ta có thể đau, có thể tê, có thể buốt, ấn như này người ta có thể cảm thấy rất là đau. Mình ấn như vậy khoảng 30 giây. Sau khi ấn xong, người ta cảm giác ấy, rất là nhẹ nhõm, rất là thông thoáng. Tiếp tục mình tiếp tục đi dò tìm, à thấy điểm này nó tê này, hoặc là điểm này thấy một cái hạt nó nổi cộm lên, mình lại tiếp tục ấn như vậy. Mình ấn giữ như vậy 30 giây, 30 giây, một lúc sau thấy cái điểm này gì ạ, nó lõm vào, sau đó mình nhấc ra, tiếp tục mình đi tìm, đấy. Đi tìm rồi. Và lúc đầu mình nói là nếu ở những cái người gì ạ, nếu mà ở những người bị đau lưng, mình sẽ dò tìm ở vùng chóp mũi này. Mình thấy này, à thấy có một cái điểm đau ở đây, mình đoán ra rằng người này gì ạ, người này đang bị đau ở đốt sống lưng, đang bị thoái hóa, đang bị gai đốt sống, thoát vị đệ đệm gì đó đúng không ạ? Mình không biết là gì, mình chỉ biết rằng à, người này đang bị đau lưng mà thôi. Có thể có rất nhiều cái tên gọi, rất nhiều cái bệnh ở cái cột sống lưng này, thì mình chỉ biết cái lưng đang gặp trục trặc, thì mình sẽ tìm thấy, à thấy có một cái điểm đau ở đây. Chưa cần biết cái điểm đau này nó là huyệt nào, huyệt số bao nhiêu, huyệt số bao nhiêu, chỉ cần biết rằng nó có một cái điểm đau ở đây, thì mình ấn và giữ vào, ấn giữ này trong khoảng 30 giây để giúp cơ thể gì ạ, nó truyền tín hiệu lên não và não nó đập lại cân bằng ở cái chỗ đang bị đau. Như vậy chúng ta sẽ có 3 cách để chúng ta xử lý những cái huyệt mà chúng ta tìm thấy đúng không ạ? Cách thứ nhất, chúng ta có thể dùng cái đầu ngón tay chúng ta gạch lên những cái vùng, những cái mặt da khác thường, hoặc chúng ta dùng cách thứ hai, chúng ta dùng véo. Cách thứ ba, chúng ta sẽ dùng cái cây giò để chúng ta ủi cho mặt da, chúng ta dò tìm sinh huyệt và chúng ta ấn giữ tại đó 30 giây. Ok, mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi ở đây. Thầy nốt ruồi trên mép miệng bên phải thì bệnh gì thưa thầy? Nam Phương Thái. Bạn để ý xem đó chính là gì ạ? Đó chính là vùng thận, và bạn để ý xem mình có bị tiểu đêm hay bị thận yếu hay không. À, xin thầy chỉ phác đồ, chồng tôi có nốt ruồi và nám ở vùng tam giác tim mà mấy hôm nay nhịp tim không ổn, thấp 66 và không ổn chậm lại được ngắt quãng. Vâng, tam giác tim chính là cái vùng này ạ. Chính vùng này. Có vết nám vùng này thì các bạn để ý nhá, để ý cẩn thận cái vùng diện, cái vùng tim. Thì cô Anna Đỗ này, cô dùng cây giò hoặc dùng cây cào, cô cứ gạch nhẹ nhàng ở cái vùng tim này. Nếu không có cây giò, cô cứ dùng đầu ngón tay cô gạch hoặc cô véo, véo cái vùng này, véo vùng này. À, cô lấy cây giò cô gạch. Cứ gạch như này khoảng 30 tiếng đếm, à, và cô lặp lại như vậy khoảng 3 lần. Sau đó rỗi lúc nào chúng ta gạch lại lúc đó khoảng 30 tiếng đếm, lặp lại 3 lần. À, rỗi lúc nào làm lúc đó, không cần làm nhiều. Mỗi lần gạch như này nó mất độ khoảng 2-3 phút rồi mọi người nhé, anh chị nhé. Gạch như thế, dần dần cái vết nám, vết tàn nhang, nốt ruồi son, điểm khác thường cái vùng này nó biến mất. Thì đồng thời gì ạ, cái bệnh nó cũng biến mất. Ok, tiếp tục trả lời các câu hỏi ở đây. Rất tuyệt vời thầy ạ, vâng, cảm ơn tất cả mọi người. Vâng, à, thầy Bùi Quốc Châu, thầy Vũ Văn Hội, vâng, cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn thầy Tổ Bùi Quốc Châu. Rất nhiều những lời cảm ơn thầy Bùi Quốc Châu ở đây. Vâng, cảm ơn tất cả các anh chị ạ. Thầy giảng hay quá, cảm ơn mọi người. Các bài giảng của thầy rất dễ hiểu. Em tự nhiên xuất hiện nốt ruồi gần giữa hai đầu lông mày màu đen bằng đầu tăm, có hướng to dần lên. Tuyết Nhung, thì nếu mà nốt ruồi ở giữa hai đầu cung mày này thì theo anh chị thì nó là biểu hiện của cái gì nào? À, các anh chị đang xem video, các anh chị hãy cho hội biết là các anh chị nếu thấy một vết nốt ruồi ở cái vùng này, anh chị sẽ đoán định là người này đang có vấn đề gì.
anh chị. Thì khi mà có một cái nốt ruồi ở đây thì đó là gì ạ? Đó là gì? Cái vùng này vừa là vùng phản chiếu của đốt sống cổ. Đốt sống cổ có thể là em đang bị gì ạ? Đang bị thoái hóa, đang có vấn đề về đốt sống cổ gáy, đúng không ạ? Đang bị thoái hóa, đang bị đau nhức vùng cổ gáy này. Vấn đề thứ hai, vùng này có thể là gì? Liên quan đến vùng tim. Em để ý xem tim của em có vấn đề gì không, Tuyết Nhung nhá. Thì em comment vào đây cho mình biết là có trục trặc gì không, hai cái vấn đề mình vừa nói. Nó sẽ gây ra các hiện tượng thiếu máu não, đau đầu, rối loạn tiền đình, mất ngủ khi mà có những cái biểu hiện khác thường ở cái vùng này. Em đang bị nán và tàn nhang hai bên gò má, đó chính là gì ạ? Vùng biểu hiện của cái thằng gì ạ? Bùng trứng. Chúng ta thấy cái này thì chúng ta không nên sợ hãi, không nên sợ hãi nhé. Bình thường chúng ta đoán, chúng ta khám, chúng ta biết rằng đó chính là cái vùng sinh huyệt đang biểu hiện khác thường. Nhưng mà chúng ta không sợ hãi tại vì chúng ta biết cách, chúng ta nhìn thấy nó, chúng ta phải vui mừng. Tại vì cái bất ổn trong cơ thể người nó đã thể hiện trên mặt da và chúng ta chỉ việc gì ạ? Gạch này, lăn này, cào này, gõ hoặc là véo hoặc là dùng móng tay, đầu ngón tay gạch để cho những cái điểm khác thường đấy nó biến mất đi, nó mờ dần đi. Có thể mình không làm cho nó biến mất được nhưng chúng ta sẽ làm mờ dần đi. Chúng ta không thể là gì ạ? Ngăn chặn hoặc là không thể làm khỏi được cái đó nhưng chúng ta sẽ gì ạ? Giảm thiểu đến mức tối đa những cái hệ quả, những cái tác động xấu của những cái biểu hiện này nó gây ra, những cái bất ổn này nó gây ra cho cơ thể chúng ta, đúng không ạ? Chỉ cần chúng ta làm giảm bớt đi là rất là giỏi rồi đó, đúng không nào? Ok, còn nốt ruồi đen ở giữa má thì bị sao thầy? Mình không rõ là giữa má là vị trí nào. Bạn có thể chỉ rõ hơn Thu Minh nhé. Em có nốt ruồi dưới mắt phải, đó là gì? Cái này mình không rõ, mọi người phải nói rõ là vị trí nào nhá. Ok, thầy nói hay quá, em hay bị xón tiểu khi ho, vậy chữa sao thầy? Bạn cứ véo vào cái vùng này, vùng hai thận và vùng bàng quang này nhé, véo vào hai vùng này. Ok, Nam Phương Thái nhé. Anna Đỗ, cảm ơn thầy, tôi đang bảo chồng tôi làm ngay rồi. Ok thầy ơi, em bị viêm phế quản gạch ở đâu? Cái này mình sẽ trả lời vào một cái video khác hoặc ebook cho mình nhé. Ok mọi người, có nốt ruồi ở đốt sống cổ hay tim là vòi trứng chứ không thầy? Nốt ruồi của đốt sống cổ, chúng ta sẽ dùng chủ yếu cái điểm khác thường này, chúng ta sẽ khám trên mặt thì nó là tình trạng chính xác nhất nhé mọi người nhé. Nốt ruồi ở đuôi lông mày bên trái thì bị sao thầy? Nếu mà nốt ruồi ở đuôi bên trái này, bạn để ý này, nếu mà điểm khác thường đây, bạn phải để ý cái cổ tay. Cổ tay bạn có vấn đề không? Có bị đau hoặc bị chấn thương cổ tay hay không nhá, để ý cái vùng này. Và chỗ này cũng là liên quan đến buồng trứng cho nên cũng phải để ý cái buồng trứng. Em đang bị nổi cục khu vực 26 chầm gáy, đau mỏi và bả gai toàn thân là làm thế nào cho nhanh ạ? Chính xác cái vùng mà em vừa nói mô tả ở đây thì đúng là em đang bị đau mỏi cổ gáy và đau bả vai thật, chính xác vùng này ạ. Thì đơn giản thôi, em chỉ cần lấy cây roi em gạch cái vùng này để gì, để cái nổi cục, cái cục của em ở đây, cục cứng ở đây này nó biến mất đi thì cái cổ vai gáy của em cũng biến mất hết. Như vậy cái biểu hiện này trên mặt của em là hoàn toàn chính xác nhé. Ok rồi, mình sẽ tiếp tục xem nào. Thầy ơi, con trai tôi có một nốt ruồi gần huyệt 34 chân mày trái, xin thầy chỉ giúp. Bác cẩn thận, cái vùng ở chỗ 34 này chính là gì ạ bác? Chính là cái vùng này này, vùng bả vai này này. Bác để ý hỏi xem cậu ấy có vấn đề gì liên quan đến vùng bả vai hay không nhé bác nhé. Có vết nám trên sống mũi. Sống mũi là chỗ nào hả Ben Ben? Nếu mà sống mũi ở vùng này là liên quan đến tim, vùng này là liên quan đốt sống lưng. Bạn phải để ý. Ok, Chi Quỳnh, em đang bị tê hai tay. Mai Hà, nốt ruồi nổi trên gò má bên trái là bệnh gì? Nếu gò má mà ở cái vùng này là chị để ý tim nhé chị nhé. Tim này, chỗ này là tim, còn nuôi lên trên này, vùng này thì chị phải để ý là cái buồng trứng. Ok, còn rất là nhiều câu hỏi, tuy nhiên trong một thời gian hạn hẹp mình không thể trả lời hết được. Mình sẽ tiếp tục vào trong giải đáp cái phần đó, trong phần đó. Ok, thầy ơi, nốt ruồi gần mép miệng dưới bên trái thì bị sao? Nếu gần mép miệng dưới bên trái, cái vùng này à? Thì chị để ý vùng này nó sẽ liên quan đến tiêu hóa. Cái tiêu hóa của chị nó có ổn không? Ví dụ tiêu hóa, ví dụ có bị hay đi đại tràng phân sống hay không nhá. Chị để ý cái vùng này là liên quan đến cái thằng gọi là gì, thằng tiêu hóa, thằng ruột non nhá chị nhá. Ok rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục. Vừa rồi là cái phần giải đáp, còn rất nhiều câu hỏi, tuy nhiên thì mình chưa có thể giải đáp hết ngay được. Bây giờ mình sẽ đi vào phần thứ tư. Phần thứ nhất mình đã trả lời cho các bạn câu hỏi huyệt là gì, thứ hai sinh huyệt là gì, và thứ ba là các cách để nhận biết sinh huyệt. Và mình cũng đã hướng dẫn các bạn các cách tác động làm sao để tác động cho sinh huyệt nó biến mất đi sớm hơn để cơ thể mình nó lập lại cân bằng một cách nhanh chóng. Qua đây mình thấy rằng sinh huyệt nó rất là hay. Nó sẽ cho kết quả
rất là tức thời và giúp cho chúng ta đưa ra các chẩn đoán tương đối là chính xác. Và nhiệm vụ của chúng ta là tác động, gạch, lăn, cào, gõ, day, ấn, véo vào những vị trí khác thường này để cho cơ thể nó lập lại cân bằng. Đúng không ạ? Và ưu thế nữa của sinh huyệt là gì ạ? Chúng ta không phải nhớ sinh huyệt, chúng ta không cần biết sinh huyệt nó là huyệt số bao nhiêu, không cần nhớ vị trí của nó. Cho nên rất là nhiều người trung tuổi, người lớn tuổi, những người chưa được học làm tác động đến các sinh huyệt này rất là dễ. Cho nên từ nay về sau các bạn hãy xem, khi trong lúc ngồi xem tivi, trong lúc ngồi nhàn rỗi, các bạn cứ cầm cây giò, các bạn gạch khắp trên mặt, cứ thấy thấy chỗ nào đau thì ấn nó vào, ấn giữ 30 giây, cứ gạch khắp như này, chỗ nào đau, chỗ nào nghi ngờ thì ấn vào, thì gì ạ, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót các bạn nhá. Các bạn nhớ câu này, cứ thấy chỗ nào nghi nghi, thấy nó là gì, thấy nó là điểm khác thường về mặt cảm giác, thấy nó là một cái màu sắc khác thường, thấy nó là gì ạ, nó là cái vị trí khác biệt về bề mặt da, thì các bạn cứ dùng cây giò các bạn ấn vào đây, thấy chỗ này đau đau ấn vào giữ, thấy chỗ này tê tê ấn vào giữ, thấy chỗ này có vết nám tàn nhang cứ gạch gạch ấn như này. Thì không những mình gạch đây nó điều chỉnh bất ổn bên trong, mà gạch đây dần dần da rẻ chúng ta gì ạ, nó sẽ hồng hào, nhất là chị em phụ nữ cứ gạch và ấn lên các vị trí nám tàn nhang như này một thời gian là vết nám vết tàn nhang nó sẽ mờ hết các bạn nhé. Như thế không những là một phương pháp diện trần, một phương pháp gì ạ, chăm sóc đề phòng gì ạ, chăm sóc đề phòng, mà gì, một phương pháp làm đẹp rất là hiệu quả, một phương pháp chăm sóc sức khỏe, một phương pháp làm đẹp rất là hiệu quả, đúng không ạ? Ok, bây giờ mình sẽ sang cái nội dung thứ tư mình cần nói của ngày hôm nay, đó là định huyệt là gì, đúng không ạ? Một khái niệm song song với sinh huyệt, đó là định huyệt. Thì các anh chị đã nghe thấy cái khái niệm định huyệt này từ bao giờ chưa ạ? Vâng, các chị đã nghe thấy khái niệm này từ bao giờ chưa? Định huyệt là gì? Theo các anh chị ạ, định huyệt là gì anh chị? À, định huyệt nó khác với sinh huyệt như thế nào? Thì như này anh chị ạ, định huyệt, định tức là cố định, huyệt tức là các huyệt cố định. Định huyệt là các huyệt cố định rồi, đúng nào? Nếu nó cố định rồi thì mình đã biết được tên gọi của nó chưa ạ? Đã biết được vị trí tính chất của nó chưa? Ví dụ một ngôi nhà này nó cố định ở vùng này, một cái địa danh này, một cái danh lam thắng cảnh này nó cố định ở vùng này. Thế thì mình phải biết được cái tên gọi của nó rồi, biết được vị trí nó ở địa lý nó ở chỗ nào rồi, đúng không ạ? Biết được cái đường đi nó như thế nào rồi, và mình cũng có thể biết qua được những cái phong cảnh, những cái gì ạ, những cái kiến trúc ở cái vùng đó rồi. Thì định huyệt nó cũng như vậy, định huyệt nó đã tồn tại ở đó và gì ạ, mình đã biết rõ được vị trí, tính chất và mục đích của sử dụng của nó như thế nào rồi, đúng không ạ? Và hiện tại thầy Châu đã tìm ra được 660 huyệt, thì 660 huyệt đó thầy gọi là gì ạ? Thầy gọi là định huyệt. Từ đầu buổi đến giờ mình đang tìm nó là sinh huyệt nhá. Sinh huyệt là huyệt nó mới sinh ra và chỉ khi có bệnh nó mới sinh ra, khi hết bệnh nó cũng biến mất đi, và những sinh huyệt này nó không có tên, không có tên, và chúng ta cũng không cần phải biết tên nó là gì, chỉ thấy nó khác thường thì mình sẽ tác động vào. Thế thì định huyệt đó chính là các huyệt như thế này các bạn này. Trên cái bảng huyệt mà các bạn hay nhìn thấy như thế này, từ thời gian đầu đến giờ toàn bộ các vị trí này người ta gọi là định huyệt. Đây là các định huyệt của diện trần các bạn nhé. Đây hoàn toàn là các định huyệt, là 660 huyệt. Vậy thì các định huyệt này á, nó có ý nghĩa như thế nào? Và khi nào chúng ta dùng nó? Khi các bạn đã tác động đến tất cả các sinh huyệt rồi, chúng ta đã giải quyết được vấn đề rồi thì thôi. Tuy nhiên khi mà chúng ta chữa cho những người những bệnh nặng, những người nhiều bệnh hoặc là các vấn đề sinh huyệt chưa giải quyết được, thì chúng ta bắt đầu sử dụng đến các định huyệt và sử dụng đến các bộ huyệt. Thì đây chính là các định huyệt. Định huyệt nó sẽ giải quyết những cái bất ổn lâu dài, giải quyết những cái tổng thể hoặc những cái mà sinh huyệt chúng ta chưa thể giải quyết được, hoặc chúng ta bấm các phác đồ nó có sự tham gia của định huyệt. Tuy nhiên định huyệt gì ạ, chúng ta phải nhớ được tên gọi, nhớ được tính chất, và chúng ta phải nhớ được phác đồ, đòi hỏi chúng ta cần phải tìm hiểu sâu hơn thì chúng ta mới bấm được các định huyệt này, đúng không ạ? Đó, và định huyệt nó đòi hỏi chúng ta phải nhớ, chúng ta phải học, chúng ta mới nắm được, đúng không ạ? Vậy thì giữa sinh huyệt và định huyệt có gì khác nhau? Sinh huyệt là gì? Sinh huyệt có thể gì ạ, nó sinh ra rồi nó biến mất đi, còn định huyệt nó vẫn mãi cố định ở đó, đúng không ạ? Và một số cái sinh huyệt của chúng ta nó sẽ có thể sẽ trùng trùng lên các vị trí các định huyệt này là đương nhiên rồi, có thể nó trùng, đúng không ạ? Và khi mình bấm các bộ huyệt, có thể trong các bộ huyệt đấy nó sẽ bấm lên một vài cái sinh huyệt nó mới xuất hiện, nó sẽ nằm trong các bộ huyệt đó. Và khi chúng ta bấm các bộ huyệt này, chúng ta cũng ưu tiên gì ạ, bấm lên các vị trí nào nó đau nó tê, tức là nếu trong bộ huyệt có 10 huyệt mà nó xuất hiện 3 4 huyệt mà nó đau nó tê, 3 4 huyệt đó là sinh huyệt, thì chúng ta cũng phải ưu tiên bấm các sinh huyệt đấy nhiều hơn, đúng không ạ?
Như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn cái cách gì ạ? Cái cách nhận thức thế nào, phân biệt thế nào là sinh huyệt và định huyệt. Và lời khuyên của mình cho những bạn mới học diện chẩn và kể cả cho những người đang làm diện chẩn lâu năm rồi là chúng ta ưu tiên xác định, ưu tiên tìm sinh huyệt trước, tìm sinh huyệt trên mặt, tìm sinh huyệt trên toàn bộ thân người của bệnh nhân. Kể cả chúng ta tìm sinh huyệt gì ạ? Trên vị trí đau. Ví dụ người ta bị đau ở một cái vị trí nào đó trên cơ thể, chúng ta cũng thể tìm cái sinh huyệt ngay tại vị trí đau đó. Hoặc là những cái điểm khác thường trên bề mặt da, trên toàn bộ cơ thể thì chúng ta cũng tìm tại vị trí đó. Như vậy sinh huyệt nãy giờ mình nói với các bạn không chỉ xuất hiện trên khuôn mặt, mà sinh huyệt nó có thể xuất hiện trên toàn bộ bề mặt da, trên toàn bộ chỗ vị trí đang bị đau. Thì chúng ta cũng gạch, chúng ta cũng day ấn vào những cái sinh huyệt tại vị trí đau đó. Chúng ta gạch ở cổ gáy, nếu chúng ta bị đau cổ gáy mà tìm thấy những cái điểm đau nhất ở đây thì chúng ta cũng ấn vào, thì đó cũng là chính là sinh huyệt nhé. Như vậy bước thứ nhất chúng ta phải ưu tiên tìm sinh huyệt, và những người mới chúng ta làm sinh huyệt nó sẽ dễ, chúng ta không cần phải nhớ nhiều và chúng ta hoàn toàn yên tâm. Chúng ta bấm vào sinh huyệt, có kết quả thì càng tốt, không có kết quả thì không sao, thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót, đúng không ạ? Được thì được, không được thì best là massage. Thì các bạn cứ thấy nghi ngờ là các bạn ấn vào, đúng không ạ? Và cuối cùng khi chúng ta học sâu hơn thì chúng ta gì ạ? Chúng ta mới học đến các hệ thống, các định huyệt này. Và mình đã có một cái khóa học về kỹ thuật xác định huyệt trên mặt, thì khóa học đấy hoàn toàn là gì, hướng dẫn các bạn cái cách xác định của các huyệt 660 huyệt này. Thì khi đó tìm hiểu sâu vào thì các bạn sẽ học cái khóa học đó. Còn mới đầu các bạn hãy chú ý đi tìm sinh huyệt nhé. Ok, như vậy là vừa rồi trong cái nội dung buổi hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn về bốn cái nội dung chính của buổi ngày hôm nay. Thứ nhất là cái định nghĩa sinh huyệt, định nghĩa huyệt. Cái thứ hai là định nghĩa sinh huyệt. Cái thứ ba là gì ạ? Các dấu hiệu nhận biết sinh huyệt và làm thế nào để tác động vào sinh huyệt. Và thứ tư là cách phân biệt sinh huyệt với định huyệt. Hy vọng rằng những cái nội dung của buổi hôm nay sẽ mang đến cho các bạn, các anh chị những cái kiến thức cơ bản nhất về diện chẩn, và sẽ giúp ích cho chúng ta về cái cách mà chúng ta xác định sinh huyệt và chúng ta bấm các định huyệt sau này. Và mong rằng những cái kiến thức này sẽ đem lại lợi ích cho mọi người. Mọi người thấy video này hay thì hãy chia sẻ cho những người khác nhé. Và mọi người đừng quên rằng các video thường xuyên của mình sẽ quay vào lúc 21 giờ tối thứ năm hàng tuần trên Facebook Diện Chẩn Việt, và 21 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh YouTube Diện Chẩn Việt, đúng không ạ? Và mọi người có thể theo dõi toàn bộ những cái khóa học về diện chẩn căn bản của mình ở trên trang diện chẩn việt.net, đúng không ạ? Hoặc mọi người có thể chat Zalo với cái số điện thoại là 0934 128 128. Nếu mọi người có nhu cầu mà trang bị những cái dụng cụ chính hãng ấy, thì mọi người phải cẩn thận. Tại vì cũng rất là nhiều người giai đoạn thời gian gần đây hay hỏi mình là mua trên Tiki hay mua trên các trang khác. Có những cái dụng cụ diện chẩn nó rất là rẻ, và hay thắc mắc với mình là rất là nhiều dụng cụ hàng nhái dùng không đạt chất lượng. Thì mình khuyên mọi người nên cẩn thận và nên mua cái hàng chính hãng. Mọi người mua hàng chính hãng, dụng cụ chính hãng có thể vào cái trang dụng cụ diện chẩn.vn, hoặc có thể chat Zalo vào cái số điện thoại là 0934 128 128. Đó là cái lời căn dặn cho mọi người. Và sau cái video này mọi người hãy dùng những cây giò này giò tìm khắp trên mặt da, thấy điểm nào đau thì hãy ấn vào điểm đó, tác động vào sinh huyệt đó để nó tự lập lại cơ thể cho mình. Và rất là nhiều điều kỳ diệu chờ chúng ta khám phá khi chúng ta tìm những cái điểm đau trên này. Và như thầy Bùi Cô Châu nói là có một cái nhà thơ người ta đã viết như này: vườn thuốc trên mặt từ lâu, sao không chạy chữa, lo đâu tìm thầy, đúng không ạ? Cơ thể mỗi chúng ta đều có một vườn thuốc, một kho báu này có rất nhiều viên kim cương ở trên khuôn mặt này, trên bề mặt da. Vậy tại sao chúng ta không khai thác kho báu ngay trên cơ thể của chúng ta mà chúng ta cứ mãi phải tìm đi đâu xa? Và đó cũng chính là cái lời kết cho cái video của buổi hôm nay. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, thành công, và chúng ta ứng dụng tốt diện chẩn, nâng cao sức đề kháng cho chính bản thân chúng ta và cho mọi người trong gia đình, cho cộng đồng xung quanh. Và chúng ta sẽ cùng nhau đoàn kết và vượt qua cái đại dịch COVID này. Chúc các anh chị luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn, và chúc mọi người đêm nay có một giấc ngủ ngon. Cảm ơn tất cả mọi người, và hẹn gặp lại vào trong tuần tới trong video livestream tiếp theo. Cảm ơn và xin chào. 2660. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Xin chào.